Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Và trước khi bắt đầu, mời quý vị chắp tay chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Và chúng ta tiếp những cái ngôi chùa mà không thích hợp để cho một vị hành giả có thể hành thiền. Cái ngôi chùa thứ năm đó, là cái ngôi chùa gần ao lấy nước. Thì cái này là đa phần ở chùa làng thôi, còn thành phố mình không có. Tại sao? Tại vì cái nơi mà gần ao lấy nước đó, thì có người lui tới họ sẽ lấy nước. Mà khi có người lui tới lấy nước như vậy đó, thì họ sẽ mượn mình đó, nào là thùng, thao, chậu, các thứ. Đó là chưa kể cái việc mà họ xách nước, nó cũng sẽ ồn ào, rồi họ nói chuyện. Thì như vậy nó làm ảnh hưởng khiến cho mình không có tập trung hành thiền được. Rồi cái thứ 6, 6, 7, 8 là cái ngôi chùa mà có rau tức là rau ăn, rồi có hoa thơm hoặc là có trái cây. Tại vì sao cái nơi như vậy nó lại bất tiện? Bởi vì nó thu hút phụ nữ đến hái. Mà cái nơi nào phụ nữ lui tới nhiều thì nơi đó vị tỷ kheo rất dễ bị động tâm. Rồi từ đó đó, vị đó có thể là nguy hiểm đối với giới hạnh. Nói nó hơi kỳ nha. Chứ còn phụ nữ thì cũng có người này người kia. Nhưng cái vấn đề là cái người này ổng tính, cái người kia nó mới quan trọng. Đó. Có một vị sư á, sư nói vị thầy chứ, vị thầy ở một cái thiền viện trong một cái khóa tu thì lây hoay bưng bê đồ, thì mấy bà nữ của tôi đó, mấy bà không biết là bà nào á, đi ngang qua dỗ vị này một cái. Trời đất quỷ thần ơi. Thì mấy cô trẻ, mấy cô nghịch vậy đó, thì mấy cô nhiều khi không ý thức được cái hành động của mình. Cho nên là những cái nơi nào mà phụ nữ mà đông á, thì sư nói có người này người kia. Mà cái người kia là cái người chết mấy ông sư, mấy ông thầy đó. Thành ra là hạn chế tối đa những cái cơ hội cho phụ nữ tới, đặc biệt là phụ nữ đẹp. Mà cái nơi mà có rau thì người ta tới người ta hái rau, người ta về người ta ăn, rồi người ta về người ta đem người ta bán. Cái nơi có hoa thì họ đến họ hái hoa. Nơi có trái cây họ đến họ hái trái cây. Đó là chưa kể chùa mà có cảnh đẹp, họ đến họ check in, họ chụp hình nữa. Quý vị biết là ở một cái thiền viện ở trên núi nha, cảnh đẹp lắm. Nhưng mà có một cái cốc của một vị thầy, vị đó ăn cư ở trong đó đó. Vị đó nhốt mình trong đó. Mà kẹt cái là cái cốc thì nó có cái khe hở nhìn ra ngoài. Mà vị này nhìn ra ngoài thấy gì? Thấy phụ nữ đi du lịch tới uốn éo chụp ảnh. Cái dục vị này khởi lên mà thiếu điều là vị này muốn tung cửa luôn. Nói như vậy để quý vị thấy là một vị sư
một vị thầy thì trước khi là thánh thì mình cũng là phàm. Và cái chuyện tu á là cái chuyện gột rửa cái tâm phàm của mình để mình bớt phàm, chứ không phải là đi vô là các thầy các sư đều là thánh hết, thánh hết thì tu chi nữa. Đó. Cho nên là mình hạn chế tối đa cái chuyện là mình phải khiêu khích để mà một vị phải nỗ lực thu thúc các căn. Cho nên là ở đây cái nơi mà có nhiều rau rồi hoa rồi trái cây á, nó có hại cho cái phạm hạnh của vị đó. Còn nếu mà không cho ha, nếu mà không cho thì có thể là sẽ bị giận dữ, rồi người ta có thể chửi hoặc là bị người ta cưỡng đoạt, tức là mình không cho người ta cứ hái. Cho nên á, là thường trong một ngôi chùa thì không nên trồng những cái cây có trái, trái cây mà ăn được thì cũng không nên trồng. Tại vì trồng rồi người ta tới người ta xin thì mình cho hay là không cho, nó kẹt vậy nè quý vị. Đồ ở trong chùa là không phải của cá nhân bất kỳ ai mà nó thuộc về Tam Bảo. Thành ra nếu như quý vị thấy cái trái xoài thấy ngon quá, xin thầy cho con trái để con có phước, vị thầy đó không được phép cho, và vị trụ trì cũng không được phép cho. Hoặc là quý vị thấy cái bông đẹp quá thầy cho con, thầy đó cũng không được cho, ngay cả trụ trì cũng không được cho. Tại sao? Cái đó của Tam Bảo. Muốn cho được chứ không phải không. Hợp tăng, không phải chuyện đơn giản nghe. Hợp tăng tuyên ngôn, tăng đồng ý xả bỏ cái bông hoa đó, rồi lúc đó quý vị mới lấy được. Nếu mà làm đúng á, làm đúng luật á, thì quý vị thấy phiền không? Phiền. Thành ra là không có tự ý cho được. Mà nếu như mà không cho mà mình lấy thì nó lại phạm vào tội trộm cắp. Mà nếu như vị tăng nào trong chùa mà đem cho thì vị đó lại phạm tội lấy của Tam Bảo đem cho. Chính bởi vì như vậy đó, nó kẹt đủ đường hết trơn hết trời. Rồi cái thứ chín là chùa là một cái danh lam nổi tiếng, tức là chùa là một cái nơi nổi tiếng. Tại sao nơi này không thích hợp? Tại vì nơi này nếu như mà mình tu, mình tới rồi mình hành thiền, người ta sẽ nghĩ mình là bậc chân tu. Rồi người ta tới, người ta đảnh lễ, người ta cúng dường. Nó có hai cái hại. Cái hại thứ nhất á, là nếu như vị này là chân tu á, nha, thì vị này sẽ bị quấy rầy bởi những cái sự cúng dường, cái sự lễ lạy. Vị này sẽ bị tổn hại trong cái việc hành thiền, không tập trung hành thiền được. Còn cái thứ hai là tu dởm, là giả tu, thì trong trường hợp đó vị này cũng ngồi liêm diêm để người ta cúng dường, người ta lễ lạy, thì chính cái sự kiện đó nó sẽ làm hư hoại phẩm hạnh của vị này. Có lần sư đến thiền viện Phước Sơn, thì thiền viện Phước Sơn cũng là một ngôi thiền viện khá là nổi tiếng. Thì trong lần sư đi ngang qua thì cái giờ đó là giờ cơm trưa. Cơm trưa xong rồi thì sư và một ông sư bạn cùng một số Phật tử đi về cốc, đi về cốc của ông sư bạn này. Thì khi đi thì đi ngang qua chánh điện thiền đường, thì thấy một vị sư ngồi quay mặt ra ngoài, ngồi hành thiền. Sư nhìn, sư chỉ ông sư bạn, thì sư với ông sư bạn hiểu, lắc đầu. Còn cái người Phật tử họ đi đằng sau thì họ hoan hỷ. Họ hoan hỷ là hoan hỷ thế nào? Họ hoan hỷ là có người hành thiền nghiêm túc, ngồi quá, cái tướng quá đẹp, hoan hỷ với vị đó. Thực tế không đúng.
Nếu mà anh hành thiền đúng, anh trốn vô gốc, chứ anh không có trương cái mặt anh ra để cho thiên hạ đi qua đi lại coi, để người ta biết là anh hành thiền. Thành ra sư với sư bạn họ lắc đầu. Chỉ có người Phật tử họ không biết, họ tới họ lui, họ thấy ông sư ngồi thiền đó thì họ tới thì họ quan hỷ đó. Cho nên cái chuyện đó ngay cả vị tu thiền thì vị đó cũng sẽ lúng túng nghe. Cho nên là cái lời khuyên trong Thanh Tịnh Đạo á, là nếu như vị đó vẫn muốn ở chỗ đó thì vị đó phải đi chỗ khác vào ban ngày. Đêm khi mà Phật tử họ về hết rồi thì mình mới ra mình ngồi thiền. Có người thì nói tại sao sư ở chùa mình không không ra ngoài mình ngồi thiền, ra ngoài thiền đường mình ngồi thiền. Sư nói làm chi? Sư kỵ nhất là cái chuyện mình hành thiền mà cho thiên hạ thấy. Thấy để chi? Để cho người ta biết mình hành thiền à? Cho nên là nếu như mà hành thiền thì cái vị ở những cái nơi chùa nổi tiếng như vậy nè, vị đó phải canh là Phật tử người ta về hết rồi đó, thì khi đó mình mới được đi ra ngoài. Rồi cái thứ 10 là chùa gần đô thị. Thì chùa gần đô thị á, thì người khắc phái thường hay tới, tức là người nữ hay tới. Rồi đó là chưa kể là mình dễ đụng chạm. Tại vì như sư nói đó, đông mà. Chùa quý vị thấy là vào những ngày rằm ngày lễ này, rất là đông. Mà các thầy đi mà Phật tử mình không có để ý là rất dễ đụng chạm. Đó là chưa kể vị thầy mà đi vào trong xóm làng thì dân cư nó cũng đông đúc. Xin thưa đặc biệt là mấy cái ngày mà ngày lễ, ông sư, ông thầy mà đi vào những nơi đông người cũng ngại lắm. Có một vị thầy kể với sư như vậy nè. Cái mùa mà Tết á, vị này đi sắm đồ Tết để trưng cho chùa. Thì đang đi ngó ba cái đèn lồng á, ngó ba cái đèn lồng rồi thì vị này vô tình hay quơ cái tay thì nó trúng cái ngực của bà ở đằng sau. Thì vị này kể á, vô tình thôi, vị này không cố ý, mà về 3 tháng sau vẫn chưa quên cái cảm giác đó. Ghê gớm chưa? Cho nên là cái chùa mà gần đô thị thì rất dễ đụng chạm với người khác phái. Rồi đó là chưa kể những cái nhân vật quan trọng thì thích thể hiện cái sự tồn tại của mình. Nó lạ lắm, người ta cứ đi vô rồi người ta ra vẻ để cho mình phải chào đón. Hồi xưa thì có câu như vậy nè, gặp vua thì gặp ở trong thiền phòng, gặp quan thì gặp ở ngoài thiền đường, mà gặp lính là phải ra đón ngoài tận cổng. Tức là những người mà người ta làm lớn thì người ta sẽ lịch sự, rồi người ta có cái sự dễ thương. Nhưng mà mấy cái người mà làm nhỏ thì có khi là họ chưa có được thuần thục trong cái việc rèn luyện tâm. Thành ra là những cái nhân vật quan trọng thì thích chứng tỏ cái sự thu hút của mình. Nó kẹt là kẹt ở chỗ đó. Rồi cái thứ 11 là chùa có nhiều cây hữu dụng. Thì cái kẹt của nơi này là làm sao? Là người ta thường người ta có thể lấy tới, người ta lấy gỗ, người ta chặt cành lá. Đây là đặc điểm của ngôi chùa ở trong rừng. Mà khi người ta chặt á, thì như sư nói y chang như hồi nãy, cây ở trong chùa không thuộc bất kỳ cá nhân nào mà thuộc về Tam Bảo. Tăng mà muốn cho là phải hợp tăng để xả bỏ. Mà mình tới mình chặt thì nó thành ra cái tội trộm cắp. Mà cá nhân vì đó mà cho
thì cá nhân vị đó mang cái lỗi là lấy của Tam Bảo. À, thành ra là nếu như mà vị này tới hỏi ông làm gì đó là có thể bị chửi nha. Tức là cây trong chùa đó mà họ tới họ chặt thì ông thầy chùa cũng không được nói tiếng nào. À, mà khi họ mắng lại mình mà mình không cho họ cũng cướp à. Thì chính bởi vì như vậy đó, đây là một cái sự bất lợi của một ngôi chùa mà có những cái cây có thể đốn được. Nói nó hơi kỳ là có lẽ Đức Thế Tôn biết chúng sanh thời nay sống ác nhiều, cho nên cái cây bồ đề của ngài á, chỗ cái cây bồ đề ngài ngồi, ngoại trừ cái chuyện mà mang tác dụng tâm linh, nó không có tác dụng gì hết trơn. Tức là cái gì? Củi làm không được, không làm củi được, cũng không, trái cây cũng không ăn được. Chứ còn nếu như cái cây đó mà cỡ như ba cái cây gỗ liêm hay là ba cái cây màu gỗ quý là chắc thời nay là thiên hạ họ chặt họ lấy củi hết rồi. Xin nhớ ở trong kinh, trong một cái bài kinh, Đức Thế Tôn hỏi lúc bây giờ các vị tỷ kheo ở trong Trúc Lâm, Trúc Lâm Tịnh Xá, Đức Thế Tôn hỏi này các tỷ kheo, dạ vâng thưa Thế Tôn, nếu như có người đến họ chặt cái cây ở Trúc Lâm rồi họ đem về thì các ông tính làm sao? Tại vì Trúc Lâm là một khu rừng rất là đẹp, mà bây giờ nếu như có người tới chặt thì tính làm sao? Thì vị này mới nói, các vị tỷ kheo nói, dạ bạch Thế Tôn, cái thân này còn không phải của con thì nói làm chi cái cây này. Thì Đức Thế Tôn mới tán thán, quả thật như vậy đó, cái thân này còn không phải là của mình thì huống chi là những cái cây ở trong chùa. Rồi cái ngôi chùa thứ 12 là chùa gần ruộng. Cái này thì ở nông thôn chúng ta sẽ thấy nhiều. Đặc điểm là sao? Cái sân chùa ở nông thôn thì thường là sẽ rộng, có thể người ta sẽ mượn cái sân á, người ta phơi nông sản, ta phơi lúa rồi người ta phơi cái này cái kia. Mà khi mượn sân như vậy đó thì các vị tu sĩ sẽ không có chỗ để sinh hoạt. Đó là chưa kể là cái người Phật tử họ lui tới thì nó cũng bất tiện cho việc sinh hoạt ở chùa. Rồi họ có thể là họ đập lúa nè, họ phơi lúa trước cổng chùa, rồi mấy con gia súc nó đi vào trong chùa rồi nó phóng uế. Thì tất cả những sự kiện trên làm cho một ngôi chùa mất đi sự trang nghiêm. Thì đó là cái điều không có nên. Đó là chưa kể là nếu như mà cái con nào nó đi lạc, ví dụ như con bò, con bê nó đi lạc, thì người nếu như mình thấy nó đi lạc á mà mình không giữ nó lại thì mình cũng bị nói. Mà nếu giữ nó lại á thì để mà canh cho người chủ tới lấy á, thì mình hóa ra mình thành cái người giữ bò, mình không còn thời gian để mình tu nữa. Rồi một cái ý nữa là bị mắng vốn về nguồn nước là như thế nào. Tức là nếu như mà ở chùa thì mình sinh hoạt, mình sinh hoạt thì mình có gì? Có tắm rửa, có vệ sinh. Hồi xưa thì còn có vụ nhuộm y nữa. Mà mấy thứ đó đổ ra thì nó đổ ra đâu? Đổ ra nguồn nước. Mà nguồn nước đó thì nó đổ ra cái ruộng lúa của dân, thì người ta có thể lấy cái cớ đó người ta mắng vốn mình. Cho nên là chùa gần ruộng á, thì cũng rất là phiền hà. Cái 13 là chùa có người chống đối nhau. Quý vị biết rồi, một cái ngôi chùa mà chia bè chia phái ha, người ta chống đối nhau thì đưa đến cái chuyện là tranh chấp bất hòa gây gổ, thì cũng không có hành thiền được. Ngay cả Thế Tôn ngài còn phải bỏ ngài đi chứ đừng nói chi là mình.
như là trường hợp ở Kosambi. Có hai nhóm tỷ kheo, ban đầu chỉ là sự kiện của hai ông tỷ kheo thôi. Một vị là một vị pháp sư, còn một vị là một vị luật sư. Thì cái vị pháp sư đi đi toilet, xong rồi vị này quên úp ngược cái gáo. Tại vì trong luật á, là khi đi toilet xong là mình phải dọn sạch nước và cái gáo mình phải úp ngược xuống để cho nước nó không có động lại. Thì vị này hôm đó vô tình quên đi. Thì cái vị luật sư mới nói, thì vị pháp sư nói à, như vậy thì thôi tôi với sư quỳ xuống tôi sám hối. Vị này mới hỏi là như vậy thì sư có cái chủ ý hay không. Thì vị pháp sư nói là tôi cũng không để ý, tôi quên mà, tôi không có để ý. Vị luật sư mới nói là nếu mà sư không để ý thì nó không có lỗi. Thì vị pháp sư mới nói nếu không có lỗi thì thôi tôi khỏi sám hối. Rồi vị luật sư mới đi kể lại với đệ tử là đó, thấy không, ông pháp sư ông dạy thiên hạ đủ thứ hết trơn á trời, mà ngay cả cái gáo nước ông cũng lo không xong. Còn cái vị pháp sư khi mà nghe như vậy thì vị này mới cãi là ông á, cái lỗi thì hôm lần đó đã giải quyết rồi, mà bây giờ ông lo, ông lôi cái lỗi này ra để mà ông nói với đệ tử, nói với thiên hạ để làm chi. Thế là hai ông này mới cãi nhau, mà mỗi ông đều có đệ tử, thì từ hai ông thầy cãi nhau dẫn đến là hai nhóm đệ tử cãi nhau, rồi chùa chia phe ra mà cãi nhau. Rồi cãi nhau như vậy chưa hết, chư thiên cũng chia phe, mỗi phe là binh một bên nơi. Thành ra là quý vị đừng nghĩ là chư thiên là thánh nha, chư thiên cũng phàm, mấy ổng cũng chia phe, nhưng mấy ổng cãi ổn tỏi chảnh đó. Rồi thì như vậy Đức Thế Tôn mới đến ngài khuyên giải. Và khi Thế Tôn đến khuyên giải, hai bên mới nói Thế Tôn già rồi, ngài cứ nghỉ ngơi, để tụi con cãi nhau phân xử cho ra lẽ. Thì quý vị thấy nó quá đáng rồi, thì Thế Tôn mới suy nghĩ là bây giờ tăng đoàn bị chia rẽ và đây không phải là nơi thích hợp, thì thôi ta hãy đi vào rừng để ta yên lặng độc cư. Và thế là Thế Tôn đi vào rừng, ngài ở một mình. Như quý vị biết là có một con voi và có một con khỉ hầu hạ Đức Thế Tôn. Còn các vị tỷ kheo ở Kosambi tiếp tục cãi nhau. Và cho tới khi Phật tử tới hỏi ủa Đức Thế Tôn đâu rồi, thì mấy vị này mới nói thưa thiệt là tại vì tôi cãi nhau, Thế Tôn can không nổi cho nên là ngài bỏ vô rừng rồi. Thế là cư sĩ họ bực. Và khi họ bực như vậy, họ quyết định là không cúng dường các vị này nữa. Và khi mà cư sĩ họ phản ứng thì các vị tỷ kheo đói. Mà đói thì phải hòa thuận với nhau. Đó, thì các vị này mới hòa thuận lại với nhau và nói với cư sĩ là bây giờ tôi hết cãi nhau rồi, cứ bình thường lại đi. Thì sau đó đó, các vị này mới đến và sám hối với Thế Tôn. Cho nên á, cái ngôi chùa mà có người chống đối nhau, xin thưa là nó phiền đủ thứ hết. Ngay cả Thế Tôn ngài còn bỏ ngài đi mà. Rồi thứ 14 là chùa gần bến xe bến tàu. Thì cái này nó kẹt một chỗ như thế này nè, là cái người khách đi ngang qua thì họ có thể là họ mượn nhờ cái chỗ để họ nghỉ ngơi, rồi họ có thể xin nước uống, xin đồ ăn. Mà quý vị biết cái bến xe là cái nơi rất là phức tạp, thành ra là mình sẽ gặp đủ mọi hạng người hết. Cho nên là cái nơi này cũng là nơi không thích hợp để hành thiền.
Rồi cái thứ 15 là chùa gần biên giới. Chùa gần biên giới nó có một cái nhược điểm là cái dân vùng biên địa họ không tin Phật Pháp. Có lần sư đi cái vùng biên giới Tây Bắc, sư để ý là ở đây người ta thờ cái gì, thì sư thấy là họ hầu như họ không có thờ Phật. Rồi khi mà sư thuê cái chỗ ở lại đó, thì sáng trong khi chờ xe thì sư cũng có lòng sư hỏi để mình biết là dân ở đây họ thờ cúng làm sao. Thì hỏi thì họ nói là ở đây họ thờ ông bà thôi, chứ họ không có thờ ai hết trơn trời. Tức là họ không có tôn giáo, mà chỉ thờ ông bà, tổ tiên của họ thôi. Và khi mà họ hỏi nó, ủa sư này sư theo đạo Phật hả? À đúng rồi. Vậy họ hỏi sư, vậy sư có tụng A Di Đà không? Tức là ăn chay niệm Phật. Ý họ là ăn chay niệm Phật thôi. Thì sư nói sư không có ăn chay niệm Phật. Thì họ nói ủa vậy cũng tu hả? Vậy cũng làm thầy chùa hả? À đúng rồi. Tại vì sư chỉ hành theo Phật thôi. Phật dạy cái gì thì sư thực hành theo cái đó. Thì họ lại nói ủa vậy cũng là ông thầy chùa hả? Thì đối với họ thì cái sự hiểu biết của họ về Phật giáo nó rất là hạn chế. Mà sư nhìn cái người mà sư tiếp xúc thì sư rất là kẹt, sư không biết là sư phải bắt tay vào đâu để họ hiểu Phật giáo là cái gì, Phật là ai và Ngài đã dạy cái gì đó. Nhưng mà những cái đạo như là cái đạo Đức Chúa Trời đó thì vô rất là dễ. Tại sao? Tại vì cái thứ tà kiến thì nó truyền bá rất là thuận lợi, nhưng mà chánh kiến truyền bá rất khó khăn. Mà đặc biệt á, dân ở vùng biên địa thì họ không có tin Phật Pháp, thành ra nó rất là kẹt. Rồi chùa gần ở nơi giao tranh. Chùa ở nơi giao tranh á, thì nó lại có một cái kẹt, đó chính là mình sẽ bị rắc rối chính trị, rồi người ta sẽ nghi ngờ mình là gián điệp. Thành ra ở những cái vùng mà đang chiến tranh thì cũng rất là khó để hành thiền. Quý vị biết là bây giờ ở Miến Điện, các cái ngôi chùa, các cái thiền viện rất là khó khăn, là bởi vì cái chính trị của họ đang bất ổn. Mà khi biến động chính trị thì một số nhà sư ủng hộ bà thủ tướng cũ, mà khi ủng hộ như vậy đó, quân đội họ đàn áp, và dẫn đến bây giờ là quân đội họ lấn thế và họ siết chặt cả mấy ông sư. Thành ra bây giờ á, là mình xin qua Miến Điện mình tu thiền rất là khó, hầu như là họ chỉ nhận thiền sinh cũ thôi, chứ còn mà mới là họ không có cho. Rồi cái thứ 17 á, là chùa có mối nguy cho phạm hạnh. Nghĩa là sao? Mối nguy thứ nhất là người khác phái. Cái người khác phái ở đây tức là bất kể ngôi chùa đó là ở đâu, mà chỉ cần mình lỡ mình thương một cô, mà cổ lỡ cổ thương mình, hai người lỡ thương nhau, là cái chỗ đó là mình phải bỏ đi. Tại vì nếu như mình ở thì coi như là ngày nào mà con không gặp thầy là con chết, mà ngày nào thầy không gặp con là thầy chết, thì coi như hai người là chỉ có chết thôi. Cho nên là cái ngôi chùa mà có mối nguy cho phạm hạnh là mình phải bỏ. Cái thứ hai á, là chùa mà có phi nhân ác. Như là ở trong chú giải á,
thì có ở trong Thanh Tịnh Đạo có kể một trường hợp là có một vị sư là ở trong cái cốc hành thiền, thì có một cái con quỷ, nó con dạ xoa, nó đứng ở ngoài cốc á, nó ca nó hát, thì vị này bị cái âm thanh á quyến rũ, cái dục sanh khởi, thì vị này mở cửa ra coi là ai, thì nó mới lẻn nó đi xa ra một tí, nó đứng nó hát tiếp. Thì vị này đi theo âm thanh, đi theo mãi tới gần cái bờ vực, thì vị này mới hết hồn quay lại, thì y như trong phim ma vậy đó. Quay lại thì gặp ngay cái con này, nó đứng ngay trước mặt, đứng ngay sau lưng, quay lại là gặp nó liền. Nó nói cái vụ này không phải thầy là người đầu tiên đâu, và thế là nó xô cái này xuống luôn đó. Thì tức là cái con này nó ăn thịt, nó ăn thịt cái vị này, cho nên là cái nơi đó nó cũng rất là nguy hiểm. Và cái thứ 18 là ngôi chùa thiếu các cái bậc thiện hữu tri thức, tức là thiếu người để dạy cho mình. Thì khi mình không có thầy để nương tựa, thì xin thưa đây là một sự thiếu sót lớn. Trong 18 ngôi chùa thì cái ngôi chùa mà không có bậc thiện hữu tri thức, không có thầy dạy, thì đây là cái sự thiếu thốn nghiêm trọng nhất. 17 nơi kia nếu mà mình cố thì mình vẫn có thể mình ráng được, nhưng mà cái nơi thứ 18 này mà không có thì nó rất là nghiêm trọng. Có điều là thời nay thì nó có cái sự tiện lợi là chúng ta có thể học qua mạng. Cho nên á, là khi mà sư xuất gia ở chùa Nam Tông, thì sư có suy nghĩ là nếu như mà ở chùa không có người dạy thì mình có thể tự học ở trên mạng được. Nhưng mà đương nhiên là ở chùa thì vẫn có sư phụ đi dạy sư. Còn sư gặp có những nơi chùa họ không có tổ chức lớp giáo lý, họ không có dạy gì hết, không có bất kỳ một cái chương trình nào hết. Thì như vậy á, mình đến cái ngôi chùa đó nó rất là thiệt thòi, và mình rất khó để mình phát triển. Mà Ngài Giác Nguyên Ngài nói cái ngôi chùa mà không có tăng ni tu học, tức là không có người để dạy mình, thì đó chỉ là cái tiệm tôn giáo chứ không phải là một ngôi chùa. Thành ra đây là 18 nơi không có thuận lợi cho việc hành thiền. Thành ra nếu như mà chúng ta muốn tìm một cái nơi nào để hành thiền á, thì chúng ta nên suy xét cho kỹ ha. Và bây giờ thì chúng ta tới cái phần tiếp theo, là khi mà chúng ta thực hành á, quý vị sẽ nắm lấy một cái gọi là cái sơ tướng, cái tướng Pali gọi là cái nimitta. Khi quý vị thực hành đề mục thiền thì mình sẽ có cái tướng tương ứng với cái đề mục thiền đó. Ví dụ như người hành thiền hơi thở thì họ sẽ thấy cái tướng của hơi thở nó là một cái tùy thôi, có người thì thấy nó giống như là một cái làn khói ở trước mặt, có người thì thấy giống như mình là một cục bông gòn, có người thì thấy nó giống như là một cái hạt gạo, hoặc là như một hạt đậu xanh, tùy mỗi người. Nhưng mà nó hiện rõ trong tâm mình khi mình quan sát hơi thở thì nó là cái tướng. Thì khi chúng ta hành thiền, nếu mà chúng ta hành thiền đúng thì chúng ta sẽ có được cái tướng này mà chúng ta gọi là cái nimitta. Và khi chúng ta có được cái nimitta đó thì chúng ta cần phải làm cái gì? Đầu tiên á, là chúng ta đừng có quá vội ha, tức là hấp tấp mà nắm lấy cái tướng đó. Bởi vì nếu như mình hấp tấp mình nắm lấy cái tướng đó thì cái trạo cử nó sẽ sanh khởi và mình sẽ bị mất. Và cái thứ hai á, thì đừng có giải đãi, tức là đừng có lười biếng. Tại vì khi mình lười biếng, mình dễ vui á, thì cái tướng nó cũng sẽ biến mất.
mà mình phải có sự cân bằng. Mình quý trọng cái tướng đó, gìn giữ nó, nâng niu nó, để nó có một cách liên tục. Có vị khi mà vị đó hành thiền hơi thở thì vị đó thấy cái nimitta đó nó sáng, nó sáng như là mặt trăng vậy. Sáng thì vị đó sẽ phải giữ nó lại ha. Và ở đây có nhắc đến các cái tầng thiền. Thứ nhất là sơ thiền. Thì ở đây có một cái câu là hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp, vị ấy chứng và trú sơ thiền, có tầm có tứ với hỷ lạc do ly dục sanh. Thì quý vị nhớ dùm sư nè, sơ thiền chỉ có được khi mà mình bỏ hoàn toàn các dục, tức là mình phải ly dục được thì mình mới được cái sơ thiền. Còn nếu mà mình sống đời sống cư sĩ rất là hiếm và rất là khó để chúng ta có thể đi vào sơ thiền. Tại vì sao? Bởi vì các dục, khi mà dục sanh khởi thì hoại thiền ngay lập tức. Như trường hợp của Bồ Tát, khi mà thấy bà Hoàng Hậu là ngay lập tức là hoại thiền nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là mình cần phải ly dục, ly cho đến cái mức là tuyệt đối không còn bất kỳ một cái tham dục nữa, thì đó mới là cái điều kiện để mình có thể chứng được sơ thiền. Rồi cái hoàn toàn ly dục ở đây á, là sự hoàn toàn thoát ly khỏi các đối tượng của dục. Tức ở đây nói đến thân viễn ly. Nghĩa là sao? Nghĩa là mắt chúng ta không truy tìm cảnh đẹp, tai chúng ta không truy tìm âm thanh hay, mũi chúng ta không truy tìm những mùi thơm dễ chịu, lưỡi chúng ta không truy tìm những vị ngon, thân chúng ta không truy tìm những xúc chạm thoải mái. Thì như vậy đó, chúng ta đi đến cái thân viễn ly. Cho nên ở trong kinh thì mới có câu là cái gì là đối tượng của dục, đó là những cái sắc pháp khả ý. Tức là hễ bất kỳ những cái đối tượng nào á làm cho các cái giác quan của mình nó dễ chịu thì đó là dục. Mình nhìn thấy một bông hoa đẹp, mắt nhìn thấy cảnh vừa ý, đó là dục. Tai nghe một cái tiếng đờn, một âm thanh hay, đó là dục. Mũi ngửi một mùi thơm, chạy theo nó, đó là dục. Cho nên cái chuyện mà mình tỉa cành, mình chăm sóc hoa, quý vị có thấy dục ở trong đó không? Dục trong đó. Cho nên là không có cái chuyện là thiền cắm hoa, mà cũng không có cái chuyện là thiền trà. Tại sao? Bởi vì khi mình nâng cái chung trà lên, mình ngửi mùi trà nó có dễ chịu không? Mình nếm cái vị trà nó có dễ chịu không? Đó là chưa kể nhiều người còn đi xa hơn là hãy tập trung thưởng thức vị của trà ngay tại đây và bây giờ. Thì đó chính là dục, chứ đó không phải chánh niệm. Đó. Mà cái người mà họ không có tu thì họ không có thấy những cái này, và họ rất dễ dẫn đến là mình tự mình lừa mình dối người. Còn cái ly bất thiện pháp ở đây là mình từ bỏ tất cả những cái cấu uế của nội tâm, tức là tham sân tà kiến. Nói ngắn gọn là như thế. Còn nói dài hơn thì đó là các cấu uế được mô tả trong Trung Bộ Kinh.
nếu mà quý vị học chung bộ kinh thì đã nghe rồi, có rất nhiều những cấu uế của tâm. Ví dụ như là trong bài kinh Vô Uế Nhiễm Trung Bộ, Ngài Xá Lợi Phất Ngài có kể qua về các cái cấu uế của tâm. Hoặc là kinh Ví Dụ Tấm Vải thì Đức Thế Tôn cũng có nhắc qua những cái cấu uế của tâm. Việc hành thiền là mình nỗ lực mình trừ bỏ những cái cấu uế của tâm. Cho nên nhiều người nói hành thiền là cứ tự nhiên. Xin thưa, cái tự nhiên của anh á, coi chừng là cái tầm bậy. Tại vì nếu như anh hành thiền đúng thì anh phải quan sát cái tâm của mình. Khi mà tâm bất thiện khởi lên, anh phải phát hiện ra nó. Như trong bài kinh Vô Uế Nhiễm, anh phải phát hiện ra nó và anh nỗ lực anh diệt trừ nó, thì đó mới gọi là hành thiền. Chứ hành thiền không phải là mình cứ đi đứng nằm ngồi sinh hoạt rồi cứ như nói nghe thì rất là hay, nhưng mà có khi trong tâm mình đầy ắp ô nhiễm, mình không để ý ăn, mình thưởng thức trọn vẹn cái vị ngon, mắt nhìn thưởng thức trọn vẹn các cảnh đẹp mà mình gọi là mình đang hành thiền, thì sư xin thưa phải để ý cái tâm của mình. Rồi cho nên ở đây là chỉ cho tâm viễn ly. Thì khi mà chúng ta hành thiền, trong quá trình hành thiền chúng ta sẽ nỗ lực đè nén các truyền cái, nỗ lực hàng phục các truyền cái. Mà khi chúng ta nỗ lực, chúng ta vượt qua các truyền á, thì tự nhiên chúng ta có các chi thiền. Nhớ dùm sư nghe, khi chúng ta nỗ lực hàng phục các truyền cái, hay là chúng ta nỗ lực chúng ta chiến thắng các truyền cái, thì khi đó các chi thiền tự phát triển, chứ không phải là mình nỗ lực mình phát triển các chi thiền. Nhớ dùm sư, ở trong tăng chi thì một vị chứng sơ thiền, vị ấy cũng không nên quan sát các thiền chi, bởi vì ở các thiền chi lúc bấy giờ nó còn rất là yếu đuối. Nếu như trong giai đoạn sơ thiền mà mình quan sát các thiền chi thì nó sẽ làm cho cái định mình bị mất. Cho nên á, một số cái trường phái mà dạy mình quan sát các thiền chi ở trong tâm để mà đạt được sơ thiền thì đó là sai. Bởi vì trong thanh tịnh đạo, anh đạt được sơ thiền rồi, anh vẫn không nên quan sát các thiền chi, bởi vì cái định của anh vẫn chưa có vững. Thành ra cẩn trọng cái này. Mà mình chỉ nỗ lực mình khắc phục, nỗ lực vượt qua các truyền cái, thì những thiền chi tự nhiên nó mạnh lên. Mà ở đây á, là có nói rõ này, định, cái thiền chi định á, thì không đi chung với tham dục. Tức là khi mình nỗ lực mình đè nén, mình nỗ lực vượt qua, nỗ lực khắc phục, nỗ lực chế phục cái dục, tham dục, thì tự nhiên anh định á, anh sẽ mạnh. Tại sao? Mình phải tập trung mà. Đó, mình diệt trừ nó, thì tự nhiên cái định mình nó sẽ mạnh. Đừng nhớ nha, đừng tập trung vào cái anh định, cái thiền chi định, mà anh tập trung vào việc anh khắc phục, anh diệt trừ, anh chế phục tham dục, định tự nó phát triển.
đừng có lầm nha, đừng có lầm. Rồi cái thứ hai, hỷ thì nó không đi chung với sân. Có nghĩa là khi mà tâm sân mình sanh khởi, mình nỗ lực, mình đè nén, nỗ lực diệt trừ, nỗ lực khắc phục, nỗ lực chinh phục nó, thì tự nhiên cái hỷ nó phát sanh. Chứ đừng có làm cái chuyện ngược lại, là mình đi mình kích thích, mình làm cho cái hỷ nó phát sanh để mình chiến thắng cái sự sân hận. Rồi tầm á, thì nó không có đi chung với hôn trầm. Hôn trầm thì biết rồi, tầm chút xíu nữa sư giảng. Lạc thì không có đi chung với trạo hối. Tại vì cái trạo hối á, là làm cho cái thân và cái tâm mình nó bất an. Mà cái lạc á, nó làm cho thân và tâm của mình á, nó được thoải mái dễ chịu. Cho nên cái lạc này thì nó không có đi chung với cái anh trạo hối ha. Và cái anh tứ thì không có đi chung với nghi hoặc. Thì ở đây tầm và tứ là gì? Tầm á, là sự hướng tâm đến đối tượng. Còn tứ á, là sự quan sát, là sự trà sát của tâm ở trên đối tượng. Sư lấy ví dụ như bây giờ khi mà mình cần lấy một cái ly nước, thì đầu tiên là mình hướng tâm mình đến cái ly nước và sau đó mình quan sát cái ly nước. Mà khi mình quan sát như vậy đó, là tâm của mình có sự trà sát đối với cái đối tượng là ly nước. Rồi khi đó, dù cho mình nhắm mắt lại, tâm của mình vẫn tiếp tục hướng đến ly nước, và cái hình ảnh ly nước nó vẫn hiện lên trong tâm của mình, để cho tâm của mình tiếp tục trà sát, tiếp tục quan sát cái ly nước. Thì đó chính là tầm và tứ. Còn cái hỷ và lạc á, thì như thế này. Cái hỷ á, thì giống như cái người khát nước mà nghe nói là có nước. Thí dụ như bây giờ sư khát nước mà sư thấy một ly nước, vui là mình hỷ, cái hỷ. Hoặc như một người đi trên sa mạc khát nước mà thấy cái hồ nước trước mặt, họ vui thì đó là hỷ. Thành ra cái này nó thuộc về cái hành. Còn cái lạc á, là giống như cái người đó uống được nước vào ở trong cơ thể. Cái sự dịu á, nha, cái sự dịu, cái sự thoải mái, nó làm cho mình dễ chịu. Thì cái dễ chịu đó, cái thoải mái đó, nó là lạc. Cho nên cái lạc á, nó thuộc về cảm thọ. Và cái câu là từ bỏ năm pháp để được năm pháp, thì năm pháp mình cần phải từ bỏ chính là năm truyền cái. Năm truyền cái ở đây là tham, sân, hôn trầm, trạo hối và nghi. Thì đây là năm cái truyền cái mà chúng ta cần phải bỏ. Thì nhớ, nếu như mà chúng ta chưa bỏ được năm truyền này, thì các chi thiền á, nó sẽ không có sanh khởi. Thiền nó sẽ không sanh khởi. Chúng ta không thể chứng định được. Nhiều người á, khi họ hành thiền thì họ sợ. Họ sợ cái gì? Tự nhiên họ thấy họ suy nghĩ lung tung. Ngày bình thường á, thì họ không để ý. Mà khi họ hành thiền, họ theo dõi hơi thở, tự nhiên là những cái suy nghĩ ở đâu á, nó ùa về và họ hoảng sợ. Từ đó là họ bỏ, họ không hành thiền nữa. Thực tế mà nói thì không phải do mình hành thiền mà những suy nghĩ linh tinh nó mới ùa về.
mà nó ùa về vào tất cả mọi nơi. Ví dụ như khi chúng ta lái xe, đầu chúng ta vẫn để ở trên mây. Cho nên khi chúng ta làm bất kỳ việc gì, chúng ta đều bị chi phối bởi những suy nghĩ khác. Quý vị có thấy khi chúng ta đi làm thì chúng ta lo, chúng ta nghĩ việc nhà, nghĩ về nhà, mà khi mình về nhà thì mình lại nghĩ chuyện ở trên sở làm. Tâm của chúng sanh nó luôn suy nghĩ lung tung. Nhưng mà do mình buông lung, mình phóng dật, cho nên mình không biết. Mà khi chúng ta ngồi thiền á, tâm chúng ta lắng lại, chúng ta mới phát hiện là cái tâm mình nó bẩn tới cỡ nào. Hoặc là nó giống như một người khát nước thì chỉ cầm ly nước lên uống vội uống vàng. Nhưng khi mà họ chịu khó, họ lắng ly nước lại, họ nhìn, họ có thể thấy là ly nước nó rất là bẩn nha, có những cái cặn bẩn li ti ở trong đó. Thì không có nghĩa là hồi trước mình không nhìn, không thấy là nó không có. Sai. Khi xưa mình không quan sát nó vẫn có, nhưng mà bây giờ mình quan sát mình mới thấy, còn khi xưa mình không thấy. Nó giống như cái câu là cái gì khuất mắt thì mình ăn được. Thử mà quý vị ngó cái cách người ta chế biến mắm ruốc nè, mắm tôm nè, rồi quý vị có còn can đảm quý vị ăn hay không. Ngó cái lò họ chế biến rồi xong họ múc ra một chén, mình nhìn là mình ớn muốn chết. Nhưng mà khuất con mắt mình không thấy. Nhưng mà mình không thấy không có nghĩa là nó không có. Thì cái việc hành thiền cũng vậy. Bây giờ mình ngồi mình lắng tâm lại, mình mới thấy tâm mình nó dơ bẩn cỡ nào. Rồi có những người khi họ hành thiền, họ thấy tham dục nó trỗi dậy, họ thấy sân hận nó trỗi dậy, rồi họ vội vàng, họ quy kết là cái vị thiền sư hướng dẫn sai. Xin thưa, không phải như vậy. Mà nó giống như là cái ngôi nhà của mình, bức tường nó bẩn, thay vì mình chà rửa nó thì mình chỉ phủ một lớp sơn ở trên. Thì khi mà mình bôi cái lớp sơn bên ngoài thì nó sẽ lòi ra cái bẩn ở bên trong. Hoặc nó cũng giống như một cái u nhọt, một cái khối mà nó bị ép xe, mủ nó nằm ở trong da, ở dưới da, thì mình phải chọc nó. Có đôi khi mình phải chọc nó để chi? Để cho cái máu mủ đó nó chảy ra. Quý vị thấy một người mà bị ép xe mà chọc sai chỗ, chỉ có máu chảy không có mủ chảy, thì như vậy là cái người đó họ chọc sai chỗ. Chọc đúng chỗ là chọc vào mủ nó chảy ra. Thì việc hành thiền cũng vậy. Có những phương pháp mà khi mình hành thiền á, chúng ta có thể trải qua một giai đoạn là tham dục trỗi dậy mãnh liệt, hoặc là sân trỗi dậy mãnh liệt. Do đâu? Do các phiền não ngủ ngầm. Nó ngủ ngầm ở trong tâm mình nha. Và khi mình hành thiền, nó sẽ trồi lên. Giống như là khi mà những cái phiền não thô nó vợt đi hết rồi, thì những phiền não vi tế nó sẽ hiện khởi và nó sẽ phát triển. Thành ra nhiều người họ hành thiền, họ sẽ trải qua giai đoạn là tự nhiên tham dục mãnh liệt, sân mãnh liệt. Thì nhiệm vụ của mình là mình đối trị, mình vượt qua nó, chứ không phải là mình đâm ra mình nghi hoặc
là ở chắc phương pháp ông này ông sai, xin thưa chưa chắc nha. Ở đây nè thì có nói nè, khi mà tâm mình bị tham dục chi phối thì tâm mình sẽ hướng đến đối tượng tham dục và mình không tập trung vào đối tượng duy nhất được. Có nghĩa là sao? Thí dụ như đang ngồi thiền quan sát hơi thở, tự nhiên cái đói bụng đầu của mình nó bắt đầu là nó tưởng tượng đến những cái món ăn. Lúc bây giờ cái hơi thở nó bị chi phối bởi vì tâm của mình chạy theo các món ăn, bắt đầu tưởng tượng ăn món này ăn món kia. Thì như vậy mình không thể tập trung vào một đối tượng duy nhất được. Hoặc giống như một anh ảnh ngồi ảnh đang làm việc mà có ông bà lượn lờ trước ngực tấn công mong phòng thủ đó, thì bà lượn lờ trước anh này, ảnh làm việc làm sao tập trung được. Ảnh cứ vừa làm mà vừa cái tâm ảnh hướng lên trên, ảnh không tập trung được. Do đâu? Do cái dục nó chi phối. Cho nên đó là lý do mà dục làm cho người ta không hành thiện được. Rồi còn khi mà tâm mình bị cái sân nó nhiễm độc thì mình không thể nào duy trì tâm liên tục trên một đối tượng thiền. Tức là mình hành thiền một hồi là cái suy nghĩ bất mãn nó khởi lên. Tôi nhớ có một cô cổ phàn nàn là cổ ngồi thiền ở cái chỗ ngược gió, mà cái người ngồi đằng trước cổ cái mùi nó nặng quá, thành ra là cổ ngồi cổ chịu không nổi, cổ không thể tập trung được, cổ cứ bị gián đoạn bởi cái mùi của người đằng trước thôi, mà cổ phải đi chỗ khác thì cái mùi nó hết, thì khi đó đó cổ mới có thể tập trung liên tục vào hơi thở được. Thành ra đó, khi mà cái tâm sân của mình nó sanh khởi, nó sẽ làm cho tâm mình nó không có liên tục được, tập trung bị gián đoạn. Như là một cô cổ chồng cổ ngoại tình, nói ngoại tình cũng không đúng, mà nói anh chồng ổng đi chơi gái ngoại. Cô vợ cổ nghe cổ biết cổ tức quá, mà cổ tức anh chồng ảnh về ảnh biết lỗi ảnh xin lỗi, nhưng mà cô này cô biết là bây giờ mình không có nên tức, cái tức đó nó chỉ làm cho cái gia đình nó tan nát thôi. Biết là biết như vậy nhưng mà cô không thể nào cô thôi nghĩ về cái chuyện anh chồng ảnh đi chơi gái ngoài. Thì như vậy đó, nó khiến cho tâm của cô không thể buông được. Cái tâm sân liên tục nó chi phối, liên tục nhiễm độc tâm. Cho nên cái anh sân này mình phải nỗ lực mình diệt trừ, thì như vậy tâm của mình mới có thể tập trung một cách liên tục. Rồi tiếp theo là khi mà tâm mình mà bị hôn trầm thủy miên nó chi phối thì mình chỉ có gật gà gật gù, mình không có thể nào mình chinh phục được nó. Nhớ giùm sư nha, tâm tham xuất hiện mình quan sát nó, mình chế phục nó. Tâm sân xuất hiện mình quan sát nó, mình chế phục nó. Nhưng mà cái cơn buồn ngủ xuất hiện thì làm ơn làm phước đừng quan sát nó. Tại vì nếu như quý vị quan sát nó là mình sẽ ngủ. Cái cách tốt nhất là cái gì? Mở mắt ra, đừng đối diện với nó nha. Đối diện với tham, đối diện với sân, nhưng đừng đối diện với cơn buồn ngủ. Đó là cái mình phải tránh né, chứ không phải là mình đối diện. Mình phải mở mắt ra, mình phải
hướng tâm đến ánh sáng. Hoặc thậm chí là mình phải đứng dậy, mình đi thiền. Thì như vậy đó, mình mới vượt qua được cái cơn buồn ngủ. Còn khi mà trạo hối thì nó làm cho tâm của mình trở nên lăng xăng. Nó không có ở yên một chỗ mà nó cứ lăng xăng, làm cho mình không tập trung được. Còn khi mà cái sự hoài nghi nó sanh khởi thì mình không có đặt niềm tin nơi phương pháp hành trì, thì khi đó đó mình không thể bước lên trên con đường đi đến giải thoát giác ngộ được. Mình không tin lắm ông thầy mình, ông dạy có đúng hay là sai. Mình không tin lắm cái sự thực hành của mình á, nó có đúng hay là sai. Mà xin thưa nha, bản thân cái chuyện là mình nghĩ rằng chắc có lẽ là mình tu không có chứng được đời này đâu, bản thân cái đó nó cũng là trở ngại cho chính chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã khẳng định đối với tâm của mình là mình không có chứng được đâu, chứng không nổi đâu, tu cỡ mình chứng sao nổi. Là tự mình đặt ra cái rào cản cho chính mình. Nó giống như một cái con diều hâu, con nở ra trong một cái ổ gà thì con diều hâu nó sẽ không biết bay, tại nó không thấy con gà nào bay hết. Hoặc là một con vịt mà nó nằm ở trong cái ổ gà thì có khi con vịt đó nó cũng sẽ không biết bơi. Nó cũng không, tại vì nó không bao giờ xuống nước. Nó vừa chuẩn bị xuống nước là con gà mẹ kêu nó rồi, tại vì nó tưởng nó là con gà. Cho nên á, chúng ta tránh cái suy nghĩ là chắc có lẽ mình tu không tới nơi tới chốn đâu, thôi hẹn đi, hứa đi, hẹn kiếp sau. Cái kiểu tu hẹn kiếp sau sư mệt dữ lắm, sư nói hoài. Quý vị có biết là có khả năng hồi kiếp trước quý vị cũng hẹn y chang vậy không? Tức là đời trước tôi không nổi, chắc hẹn kiếp sau, rồi kiếp này mình tiếp tục mình hẹn tiếp. Tu thì không chịu tu, hẹn hoài. Nhiều người nói với sư bây giờ làm sao, bây giờ đời này con không xuất gia được, làm sao để đời sau con được xuất gia. Sư nói với họ, quý vị có bao giờ nghĩ là kiếp trước quý vị cũng y chang vậy không? Kiếp trước quý vị cũng nói giờ con không xuất gia được, làm sao cho kiếp sau con xuất gia. Rồi qua kiếp sau mình cũng nói thôi, kiếp này không xuất gia được thì để kiếp sau con xuất gia. Là mãi mãi không bao giờ mình xuất gia được. Giống như cái câu là ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền, ngày mai không bao giờ tới. Thành ra mình tránh cái kiểu là mình nghi hoặc cái khả năng của mình. Mình phải nỗ lực ngay bây giờ. Và nhớ nè, trong kinh ví dụ con rắn, Đức Thế Tôn đưa ra một cái ví dụ là giống như một người bắt rắn, mà bắt rắn một cách không có đúng thì họ sẽ bị rắn cắn. Còn nếu như một người bắt rắn mà bắt một cách đúng đắn thì họ sẽ không bị rắn cắn. Cũng vậy, có những người học kinh nha, học cho đã, rồi đem những thứ đó ra để tranh cãi, để bàn luận, mà không đưa đến sự thực hành thì cũng giống như người bắt rắn một cách sai cách, họ sẽ bị rắn cắn. Nhưng nếu như một người học kinh mà đi đến sự thực hành, không đi đến sự tranh cãi, không đi đến sự phiếm luận, thì cũng giống như người bắt rắn một cách đúng đắn, họ sẽ không bị rắn cắn. Đặc biệt ở trong bài kinh này, Đức Thế Tôn Ngài ví lời dạy của Ngài
như là rắn. Mình học áp dụng không đúng là bị rắn cắn. Thí dụ như cái câu là người ít tu kém học phát triển như trâu bò, tứ chi ngày một to, trí tuệ chẳng tăng trưởng. Cái câu đó, đó mà khi mình gặp người khác mà mình nghĩ tới họ, đồ cái thứ ít nghe kém học phát triển như trâu bò, là mình đang bị rắn cắn. Do đâu? Do mình đang ngã mạn. Mình xem mình cao hơn người, mình xem người ta như trâu bò, thì như vậy là mình đang bị rắn cắn nha. Rồi có nhiều người họ đối trị cái chuyện là bị mắng chửi, mà họ suy nghĩ cái câu là thôi chó cứ sủa người cứ đi, thì đó là cũng một cái dạng bị rắn cắn. Do đâu? Phật không bao giờ dạy mình quán người khác như súc sanh, không bao giờ. Thành ra đó, hoặc là cái câu là cái gì, kẻ ngu biết là ngu nhờ vậy thành người trí, kẻ ngu tưởng mình trí ấy gọi là trí ngu. Mình dùng cái đó mình áp cho người khác là coi chừng nghe, là do ngã mạn mình chửi người ta ngu. Thành ra đó, rất nhiều người họ đem kinh ra để họ chửi nhau. Có gì biết không? Biết chứ. Nhiều người họ đem kinh ra để họ chửi nhau, thì cái đó là những người bị rắn cắn. Hoặc là suy nhớ trong cái bài sám hối sáu căn của Phật giáo phát triển có câu là bàn thiền tợ thánh mà trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không chưa thành vô ngã. Tức là mình nói thiền, mình nói như ông thánh, mình nói rất là hay, rất là giỏi, nhưng mà đối cảnh là mình không có biết xử lý như thế nào. Người ta bây giờ người ta thích đem cái thiền ra, người ta ngồi cái quán cà phê người ta bàn, hơn là người ta đem nó vào trong cái phòng thiền để họ thực hành. Cho nên khi mà mình học nha, nhớ để ý giùm sư. Mình học là để mình nhìn lại mình, chứ mình học không phải là để mình nhìn người khác. Khi mà mình nói đạo mà mình không khéo thì mình rất dễ mình dùng cái đạo của mình, dùng cái chánh pháp để mình công kích người khác. Thì đây là một cái tối kỵ nha, nhớ. Cho nên cái bài kinh ví dụ con rắn nó có hai ý. Một là mình tránh, không nên đem giáo pháp ra để công kích người khác. Cái thứ hai là cái giáo pháp đây mình học á, là để mình thực hành, chứ không phải để mình ngồi mình tán dốc, mình khiếm luận ha. Thì do cái ý tiếp theo á, nó tốn nói trong 5 phút thì nói không có hết, cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm 5 phút. Và sư nhắc lại cho những ai chưa biết là chủ nhật này sư đi Thái, thì đi tới thứ 6 tuần sau để thỉnh cái bộ chú giải về để dịch đó. Cho nên là cái lớp tuần sau chúng ta nghỉ, nhưng mà lớp kinh trung bộ thì vẫn học bình thường ha. Lớp chỉ có nghỉ lớp thành tịnh đạo thôi. Có một câu hỏi, kính thưa sư, xin sư chỉ dạy cho con cách đối diện với những sầu bi trong tâm con về những sự khổ từ xưa đến nay trong cuộc sống. Cứ ngơi ra là con cứ mang nỗi buồn, thấy buồn hoài. Đến giờ được tu học hành thiền là nỗi buồn cứ trào lên sau 5 phút ngồi thiền. Sư nhớ
khi mà sẽ đi Nha Trang, cái ngày gần về thì sẽ đi ngang qua, sẽ đi đến bác sĩ châm cứu để châm cứu bấm huyệt. Bác sĩ từ chối, lý do là để có một cái liệu trình tốt đòi hỏi phải kiên trì trong vòng nửa tháng, mà sư chỉ còn có mấy ngày nữa thì bác sĩ không thể nào mà châm cứu tốt cho sư được. Cái trường hợp này cũng vậy, khi mà quý vị muốn có một cái liệu trình để chữa trị tâm của mình, chúng ta cần phải theo. Như hiện tại bây giờ là sư đang tổ chức các khóa thiền 10 ngày. Quý vị cần phải theo 10 ngày, đi hết cái lộ trình đó. Thì như vậy đó, quý vị mới có được những cách ứng xử với trường hợp của mình. Cụ thể ở đây đó là mình giải quyết cái nỗi buồn. Chứ còn bây giờ sư nói thì được thôi, không có gì hết, sư không có bỏng sẻn về pháp. Nhưng mà quý vị thực hành có được hay không, đó mới là quan trọng. Bởi vì mình không có cơ hội, mình không có điều kiện để tham dự hết một cái liệu trình trị liệu về tâm, thành ra là cái kết quả nó sẽ rất là hạn chế. Ngày đầu tiên khi mà tham gia khóa thiền, sư bảo với các thiền sinh, khi chúng ta vào ở trong chùa rồi, chúng ta hãy để lại tất cả những gánh nặng, tất cả những lo toan, tất cả những trách nhiệm để ở ngoài. Chúng ta đã sống một đời vì thiên hạ rồi, sống một đời để toan tính rồi. Bây giờ là thời gian mình sống cho mình, cho nên hãy buông. Hãy niệm một chữ buông ở trong tâm thôi. Bất kỳ điều gì tới mình đều buông. Giống như một người rảnh nợ, giống như một người buông xuống gánh nặng tất cả những suy nghĩ đến với mình, buông. Tất cả những hình ảnh đến với mình, buông. Tất cả những âm thanh đến với mình, buông. Tất cả mọi nghĩa vụ, trách nhiệm, suy nghĩ, vợ, chồng, con, cái, buồn. Hãy thực hành và quý vị sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng của một người buông bỏ. Sẽ không yêu cầu quý vị có thể buông hết được trong cả một đời, nhưng ít nhất trong thời gian quý vị đến đây thì quý vị hãy buông. Thì như vậy, một vị hành giả tham dự trong khóa thiền 10 ngày, vì đó có đủ thời gian để rèn luyện tâm. Thường là trong 3 ngày đầu là để buông dần những cái bụi đời, rồi sau đó mới có thể yên tâm thực hành các cái pháp được. Còn bây giờ quý vị đến chùa thì sư bảo quý vị buông, nhưng mà rồi quý vị sẽ đến và thưa với sư: sư kêu con buông mà con buông không được. Thì nhớ dùm, khi đó vấn đề không phải là ở sư, mà vấn đề là quý vị không có dành thời gian để theo được một cái liệu trình điều trị về tâm. Cho nên như sư nói, phương pháp sư đã cho, còn làm được hay không là mình phải nỗ lực ha. Kính thưa sư, câu hỏi thứ nhất của con, cho con hỏi. Con nghe một sư trên mạng dạy khi đặt bát cho sư không được đặt tiền vào bát của quý sư, bình đó chỉ để thực phẩm, dù là cục kẹo cũng được. Nhưng hôm con dự lễ Cát Thí Ná
chùa Phước Sơn khoảng 2-3 ngàn vị, vì con ở xa không đem thực phẩm, thấy bất tiện vì đi xe chung. Con chỉ dùng tiền cho tiện vì nghĩ rằng ai cũng dùng dân cúng thực phẩm, quý sư cũng không dùng hết. Tiền thì sử dụng vào các việc như đi lại hoặc lúc bệnh hoạn. Con bỏ vào trong túi của quý sư vì cũng sợ để trong bình bát cũng không được. Có một sư nói với con là bỏ vào bình bát, sư đã chú nguyện con không làm. Sao cho đúng mong sư giảng cho con hiểu. Thứ nhất á, nó hơi kỳ, là chúng ta phân biệt giữa cái sự kiện đi bát mà khất thực bình thường và cái sự kiện sư tạm gọi cái event. Chứ giờ sư không biết dùng cái từ gì để nói. Thì trong những cái sự kiện mà đặt bát hội ở các ngôi chùa á, thì thôi mình xí xóa cho qua tùy hỷ đi. Chứ bây giờ mình nói quá thì nó cũng kẹt. Kẹt là kẹt như vậy nè. Thỉnh có khi là thỉnh cả 100 vị sư tới, như ở Phước Sơn là thỉnh cả 1000 vị sư tới, mà chỉ có đặt trái cây bánh kẹo thì sư tin là bữa sau mời không ai tới nữa. Thì như vậy đó, cái sự kiện sư tạm gọi là cái event đó tổ chức nó bị thất bại, thành ra là thôi sư không bàn. Còn khi mà quý vị thấy một vị sư đi khất thực ở bên ngoài chùa đó, thì chỉ nên để đồ ăn, không nên để tiền. Bởi vì như vậy đó, mình sẽ hạn chế tối đa và thậm chí là mình triệt tiêu luôn cái tình trạng sư giả. Bởi vì sư thiệt đi khất thực kiểu như thế thì đi chừng nửa tiếng, một tiếng, nếu có phước là nó đầy rồi. Đồ ăn mà nó mau là đầy, nó mau nặng lắm. Cho nên là đó là cách để mình hộ pháp. Còn các cái sự kiện tổ chức ở chùa thì mình nên xem đó là một cái trường hợp ngoại lệ ha. Câu 2. Hôm con có nghe sư giảng trên mạng, dù bất cứ lý do nào cũng không được chạm vào y của quý sư. Hôm chùa Phước Sơn lễ lớn rất đông, có một vị sư cũng lớn tuổi, khi đi trì bình bát bước xuống thềm do bậc tâm cấp sư muốn ngã, con phải dùng tay đỡ dù không cố ý chạm vào, vì theo phản xạ con phải đỡ sư, không thì sư ấy té xuống. Con mong sư giảng cho con, hỏi con phải sám hối như thế nào, có bị phạm giới không? Quý vị nên hiểu là không nên chạm vào các sư, dù là cái y thì đây là nói với người nữ. Tại vì khi mà quý vị chạm vào y của các sư, thậm chí là quý vị chạm vào các sư thì bản thân quý vị không có lỗi gì hết. Nhưng vấn đề là vị sư đó phải theo dõi tâm của mình. Bởi vì chỉ cần khi mà xúc chạm, chỉ cần một cái cảm thọ về dục nó khởi lên thôi, ngay lập tức vị đó phải sám hối với đại tăng. Tức là sám hối trước hội chúng tăng gồm 20 vị. Và vị đó phải chịu hình phạt cấm túc, chúng ta tạm gọi là giam lỏng, trong vòng 1 tuần. Thì quý vị thấy là cái hình phạt đó rất là nặng nề, nó không đáng. Cho nên là đặc biệt là người nữ, chúng ta hạn chế tối đa. Đương nhiên nếu như mà vị sư đó phòng hộ tâm được tốt thì không có vấn đề gì. Nhưng mà mình biết ông nào phòng hộ tốt, ông nào phòng hộ không tốt đâu, đúng không? Mà sư nói cái ông phòng hộ tốt là ông gì? Ông suốt ngày ông đi ông mặt nhìn xuống dưới đất, giữ gìn chánh niệm, mình nhìn là biết ông phòng hộ rồi. Thì nó khác. Cái ông vậy mình cũng đâu có dám đụng. Chỉ có những vị là mình sở lợi, mình nói chuyện vui vẻ thì có khi dễ đụng chạm đó. Còn trong những trường hợp ví dụ như là bất ngờ, như trường hợp này đó, vị sư đó vấp ngã thì mình chụp lại,
thì trong trường hợp như thế thì vị sư đó cũng bất ngờ thì không có lỗi gì cả. Nhưng sau cái bất ngờ đó mà nếu như vị sư đó khởi cái tâm dục thì vị đó sẽ phải sám hối. Cho nên đó là lý do mà sư nói với quý vị, đặc biệt là người nữ, là hạn chế tối đa cái việc là động chạm vào một vị sư. Thành ra đó, nhiều khi sư đi bệnh viện, nói thì nói chứ sư cũng phải lo, sư thủ thân nhiều lắm chứ phải giỡn chơi. Tại vì sao? Bác sĩ nè, y tá nè, cũng là người nữ, mình phải lo mình thủ cái thân của mình đó. Thì cho nên là trong trường hợp của cái vị này thì vị này không phải sám hối gì cả ha, bởi vì bản thân vị này là không có lỗi. Còn cái chuyện vị kia thì phải hỏi tâm của vị đó, chứ còn sư thì sư không biết. Rồi, xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sạc Cả Giá. Nguyện cầu tam bảo từ hằng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện nhìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sau đạo quả sớm viên thành. Bây giờ mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Y đăng mê bùn nhân Nibbanasa Pachayo Hotu Imangno Punyaphagan Sappasattanang Dema Sathu Sathu Sathu. Chúc quý vị ăn. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu sasanang.